Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Bắc Giang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội tiếp tục dừng hoạt động quán bar, karaoke. Lũ lớn khiến một trường học ở Lào Cai chưa thể bước vào năm học mới. Hơn 17.400 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội thảo Chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2020 và kết quả của Việt Nam. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của các chuyên gia từ Tổ chức Sở hữu trí tuệ, Đại sứ trưởng Phái đoàn Việt Nam, bên cạnh Liên Hợp Quốc, WTO và các tổ chức quốc tế và đại diện khoa học công nghệ Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo 2020, Việt Nam xếp hạng 42 trong tổng số 131 quốc gia nền kinh tế. So với năm 2019, chỉ số GII của Việt Nam năm nay đạt được nhiều kết quả đáng chú ý. Đáng kể nhất là nhóm chỉ số về hạ tầng ICT với những tiến bộ rõ rệt về tiếp cận ICT và sử dụng ICT. Về đầu ra đổi mới sáng tạo, nhóm chỉ số sáng tạo tri thức và lan truyền tri thức có cải thiện tích cực, trong đó nhóm chỉ số lan truyền tri thức xếp hạng 14 được coi là thế mạnh của Việt Nam nhờ sự dẫn đầu về xuất khẩu công nghệ cao. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng bày tỏ kỳ vọng và chắc chắn Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên đổi mới sáng tạo trong sự phát triển kinh tế, hướng tới nối liền sự ngăn cách về đổi mới sáng tạo toàn cầu giữa các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi đang phát triển. Hơn một tuần nay, người trồng dưa hấu của tỉnh Quảng Ngãi rất phấn khởi vì dưa hấu được thương lái thu mua tại ruộng với giá từ 11.000 đến 12.000 đồng một kg. Theo người dân, thời điểm cách đây một tháng, giá dưa cao nhất cũng chỉ 4.000 đồng một kg, nhưng một tuần trở lại đây, thương lái thu mua với giá 12.000 đồng một kg, trái từ 1,5 kg trở lên là đã được chọn mua. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 8 ước đạt 8.000 chiếc với trị giá 190 triệu đô la Mỹ. Như vậy, xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam tăng 68% về lượng và 75,6% so với tháng trước đó. Theo ước tính, trong 8 tháng đầu năm nay, đã có 53.000 xe nhập khẩu nguyên chiếc được nhập về Việt Nam, đạt trị giá hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết chính phủ vừa ban hành quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang các nước châu Âu, EU. Theo đó, có 9 giống lúa thơm xuất khẩu sang EU được hưởng hạn ngạch về thuế quan với thuế suất 0%, gồm Jasmine 85, ST5, ST20, Nàng Hoa 9, VD20, RVT, OM4900, OM4900, OM5451, Tài nguyên chợ đào. Ngay sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực, EU đã dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo một năm, gồm 30.000 tấn gạo xay sát, 20.000 tấn gạo chưa xay sát và 30.000 tấn gạo thơm. Tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính, gọi tắt là dự án 513, và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các đại biểu nhận định thời hạn hoàn thành không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, đặc biệt vẫn còn không ít tồn tại vướng mắc cần sớm khắc phục. Sau 8 năm triển khai dự án 513, 15 trên 16 điểm trồng lớn địa giới hành chính do lịch sử để lại đã được giải quyết dứt điểm. 37 trên 63 tỉnh, thành phố đã nộp sản phẩm để Bộ Tài nguyên Môi trường kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật, trong đó 12 địa phương đã được công nhận đủ điều kiện. Tuy nhiên, lại phát sinh 2 điểm trồng lớn mới, nhiệm vụ xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển bị chậm tiến độ, nhiều địa phương chưa hoàn thiện được sản phẩm và chưa chủ động cân đối ngân sách để triển khai dự án. Liên quan tới phần kỹ thuật cuối cùng thì hiện nay là cũng nhiều địa phương cũng chưa xong. Thế còn một số điểm thì thực ra những cái mà nó nổi lên cái liên quan đến địa giới thì nó cũng là những cái nhỏ nhỏ thôi. Hiện nay thì cũng lại dịch bệnh như thế này thì cũng đề nghị là làm sao đề xuất cho nó vào kéo dài 1-2 năm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng nhiệm vụ này thực hiện quá chậm, đã từng phải xin chính phủ lùi thời hạn hoàn thành từ 2016 xuống cuối năm 2020. Ngoài do các địa phương thì có cả trách nhiệm của hai bộ. Các tỉnh thì các đồng chí chủ động và phối hợp với các bộ ngành xử lý nhanh tất cả những tỉnh hồ sơ cơ bản đã hoàn thành. Tôi đề nghị các đồng chí nhanh chóng gửi ra Bộ Nội vụ để chúng ta cố gắng thẩm định, giảm bớt đi cái số lượng còn tồn động quá lớn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên Môi trường. Phải nói đây là chúng ta cũng phải xem cái trách nhiệm là của mình trong việc đôn đốc tổ chức thực hiện và xử lý những vấn đề phát sinh. Đến nay, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng đã cơ bản hoàn thành, giảm được 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 546 đơn vị hành chính cấp xã. Gần 1.000 cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã cùng khoảng 7.000 người hoạt động không chuyên trách dôi dư cũng sẽ được tinh giản.
Theo các địa phương, đây là khó khăn lớn nhất vì vướng mắc về chế độ chính sách. Tuy nhiên, không thể nói vì không có chính sách mà để cán bộ dôi dư tiếp tục hưởng lương đến 5 năm sau. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các đơn vị nghiên cứu để có lộ trình cách ly phù hợp. Những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn tồn tại một số vấn đề làm ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh. Vì vậy, việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Bắc Giang trong những năm tiếp theo. Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường, công ty cổ phần EGC phải thực hiện rất nhiều thủ tục hành chính liên quan tới các sở, ban ngành để tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này từng đau đầu khi gặp phải việc chậm trễ trong trả kết quả hay sự phiền hà, sách nhiễu. Thế nhưng thực trạng này đã được cải thiện trong thời gian gần đây. Trong cái thời gian vừa rồi thì được cái ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có những cái động thái hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết cái vướng mắc trong quá trình hoạt động, các cái thủ tục hành chính, hỗ trợ đầu tư thì ý kiến doanh nghiệp phản ánh lại thì cũng đã rất chi là tốt. Không chỉ riêng công ty cổ phần EGC, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất bao bì Ánh Thảo cũng có những cảm nhận tương tự về sự thay đổi tích cực trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh, nhất là khi hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19. Tỉnh thì cũng đưa ra một số vấn đề là tạo điều kiện từ giấy tờ pháp lý. Công ty thì cũng đang triển khai là làm thêm một số những cái dịch vụ nữa để hỗ trợ trong lúc khó khăn này. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là quyết tâm cao của tỉnh Bắc Giang trong năm 2020. Để cụ thể hóa quyết tâm này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thư ngỏ gửi tới cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời nắm bắt và xử lý thông tin phản ánh từ doanh nghiệp, nhà đầu tư về những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động và những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác trực tiếp giúp tiếp nhận và xử lý thông tin. Việc tiếp nhận thông tin từ phía doanh nghiệp có nhiều hình thức. Bên cạnh hoạt động của tổ công tác, năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xây dựng đề án triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và huyện thành phố DDCI giai đoạn 2020-2025. Điều đó thể hiện một quyết tâm rất lớn của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chúng tôi ngay từ sau khi xây dựng kế hoạch đề án DDCI được phê duyệt thì chúng tôi đã khẩn trương xây dựng một cái kế hoạch và đã chỉnh vào ủy ban tỉnh. Kế hoạch mọi hàng năm thì cái kế hoạch của chúng tôi thì sẽ do sở kế hoạch phê duyệt. Năm nay thì chúng tôi đã gửi để Chủ tịch ủy ban tỉnh phê duyệt. Sau khi Chủ tịch ủy ban tỉnh phê duyệt kế hoạch ấy, thì nó sẽ có một cái tác động mạnh mẽ, đó thể hiện một cái sự nghiêm túc, một cái sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang. Hiện Bắc Giang đang quyết tâm thực hiện đề án xây dựng bộ chỉ số và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh giai đoạn 2020-2025. Tỉnh cũng đang phấn đấu sẽ tạo nên một môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thời gian qua huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên đã rất nỗ lực đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Tuy nhiên những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang là rào cản hiện nay. Công trình cải tạo nâng cấp đường DH73 từ xã Đồng Thanh đến xã Nhuế Dương dài 1.600m, mức đầu tư của công trình gần 15 tỷ đồng. Phần vốn kế hoạch sau năm 2020 là 8 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã giải ngân được gần 5 tỷ đồng, mới được khởi công từ tháng 4 năm 2020. Theo dự toán thiết kế thời gian thi công, công trình kéo dài đến hết năm 2022, nhưng đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 1.000 mét phần nền móng và cống thoát nước, chuẩn bị thảm nhựa tương đương với khoảng 70% khối lượng thi công. Tiến độ giải ngân đạt trên 60%. Tuy nhiên, vướng mắc nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng đoạn đi qua khu dân cư thôn Bùi Xá. Nhưng hiện tại bây giờ là rất vướng mắc, là ví dụ như cái chỗ là từ cọc D4 đến cống C4 là hai bên là vướng dân cái thôn Bùi Xá, vướng hai bên cả cột điện nữa và cả nhà, chứ không thể làm nổi được. Thì chúng tôi cũng chỉ tập trung lực lượng vào cái chỗ nào giải phóng được mặt bằng thì chúng tôi làm và vẫn chờ mặt bằng. Chỗ nào mà vào được rồi thì chúng tôi sẽ thảm, cái đoạn còn chỗ nào chưa được thì đành phải bỏ lại vậy. Còn với dự án nâng cấp đường 72-74 dài 5,6 km, dù còn đang vướng một số cột viễn thông và đường ống nước sạch, nhưng cũng đang quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ.
Chúng tôi là tổng khối lượng thi công năm nay là cũng đạt được 85% trở lên, thì là cố gắng là tập trung để mà trong năm nay là sẽ bàn giao con đường theo đúng kế hoạch. Trên địa bàn huyện Kim Động có 13 công trình thuộc dự án đầu tư công, trong đó có 4 công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư với gần 160 tỷ đồng. Theo tổng hợp của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện cho biết, về cơ bản, công tác thi công và tiến độ giải ngân đến thời điểm này đạt 75%. Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ngoài dự án cải tạo nâng cấp đường phòng hộ, phòng chống lụt bão chưa thi công, các công trình còn lại là dự án cải tạo nâng cấp đường DH72-74, dự án cải tạo nâng cấp đường DH66 và dự án nâng cấp đường DH73 đều đang có tiến độ thi công và giải ngân nhanh. Điển hình như dự án nâng cấp đường DH66 đến nay giải ngân được 88%. Ban quản lý dự án đã tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, đã tổ chức cho các nhà thầu lập cam kết đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định. Ban quản lý dự án cũng đã phân công cán bộ thường xuyên bám sát công trường, xử lý các phát sinh ngoài hiện trường. Ông Thắng cho biết thêm về công tác giải phóng mặt bằng, nguyên nhân chậm là do hầu hết các điểm đi qua khu dân cư đều phải vận động nhân dân hiến đất, vì thế rất cần có sự vào cuộc tích cực của địa phương nơi có công trình. Mới đây, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội nhận định, thành phố đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên diễn biến trên thế giới còn phức tạp. Đặc biệt, việc chính phủ cho phép các chuyên gia nhập cảnh ngắn ngày, cách ly tại nơi lưu trú và mở thêm đường bay thương mại có thể dẫn đến nguy cơ xuất hiện ca mắc mới. Trước tình hình này, trưởng Ban Chỉ đạo thành phố quyết định tiếp tục dừng hoạt động của các quán bar, karaoke. Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội nhấn mạnh, theo quy định của Bộ Y tế, nếu không phát sinh ca mắc mới trong cộng đồng, thì phải đến ngày 16 tháng 9, ổ dịch cuối cùng của thành phố mới được dỡ bỏ cách ly. Lúc này, dựa trên tình hình thực tế, sẽ xem xét quyết định việc hoạt động trở lại của cơ sở kinh doanh dịch vụ, quán bar, karaoke. Trong giai đoạn này, thành phố vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, sẵn sàng khoanh vùng dập dịch thần tốc khi có ca bệnh. Đặc biệt, tập trung rà soát chặt chẽ người trở về từ Đà Nẵng, rà soát điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng dịch của các cơ sở cách ly thu phí, chú ý không để dịch chồng dịch. Đáng chú ý, tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Quân y tổ chức đón, vận chuyển, cách ly cho đoàn thể thao quân đội tham dự Army Game từ Liên bang Nga về Hà Nội, đã chuyển 14 trường hợp F0 và 11 trường hợp F1 đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2, đồng thời chuyển 22 chuyên gia, cán bộ Đại sứ quán Nga và 187 thành viên đoàn thể thao cách ly theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo nới lỏng một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 15 giờ ngày 8 tháng 9. Các chốt kiểm soát khu vực biên giới vẫn duy trì bình thường. Các phương tiện vận tải hành khách công cộng, cá nhân, xe chở hàng từ Quảng Ninh đến thành phố Hải Dương và ngược lại, phương tiện đến đi từ các địa phương không có dịch của tỉnh Hải Dương và các địa phương khác hoạt động bình thường nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, bar, pub club, hộp đêm, dịch vụ Internet hoạt động bình thường. Các khu vực biên giới thuộc các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu thực hiện nghiêm kiểm tra các đường mòn lối mở, khu vực cửa khẩu vẫn thực hiện theo các quy định kiểm soát phòng chống dịch. Ngày 9 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một cụm dân cư thuộc tổ dân phố thôn 6 xã Nhật Tân, nơi cư trú của bệnh nhân anh NNC, sinh năm 1996, trú tại thôn 6 xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, dương tính với SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế tỉnh Hà Nam, ngày 15 tháng 8, anh NNC về Hà Nam, đến ngày 20 tháng 8 bay sang Hàn Quốc. Bệnh nhân được ngành y tế Hà Nam xác định là đối tượng F0. Trước khi bay sang Hàn Quốc, anh NNC làm việc ở Hà Nội rồi về quê tiếp xúc với nhiều người, có tổ chức liên hoan chia tay tại nhà ở thôn 6 xã Nhật Tân và ở quán ăn. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế trong 14 ngày, người dân vui mừng rào chắn được tháo dỡ, lưu thông trên các tuyến đường trở lại bình thường.
Lúc đầu thì chúng tôi cũng thấy là cảm thấy buồn chán, nhưng sau rồi mấy ngày qua đi thì nó cũng quen dần. Nhưng bây giờ thấy báo là hết dịch thì chúng tôi cảm thấy là rất là vui. Chúng tôi xác định là cuộc chiến phòng chống Covid như ý kiến phát biểu của Thủ tướng và chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ là chống dịch như chống giặc. Vì vậy cho nên là cái việc phòng chống dịch Covid sẽ tiếp tục được triển khai, không được lơ là, mất cảnh giác. Trong thời gian cách ly y tế, 25 hộ dân với 105 nhân khẩu tại tổ dân phố số 12 xã Nhật Tân đều thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch COVID-19. Đối với 56 trường hợp F1, F2 đã cách ly y tế tập trung tại điểm trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, được cấp chứng nhận và trở về địa phương, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Mới đây tại Hà Nội, một người đàn ông đã có hành xử kém văn minh khi bị nhắc đeo khẩu trang. Sự việc được camera trên tuyến xe buýt có lộ trình Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội ghi lại. Giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khi mọi người đi xe buýt đều đeo khẩu trang, thì người đàn ông vô tư không đeo khẩu trang. Khi được người đi xe và phụ xe nhắc nhở, thì người đàn ông này bất hợp tác, chửi bới và đòi đánh nhau với tài xế và phụ xe. Ngay sau đó, phụ xe trả lại tiền và yêu cầu người đàn ông xuống xe. Trước khi xuống, người này còn nhổ bọt vào người phụ nữ phụ xe buýt. Sự việc khiến nhiều người vô cùng bức xúc và lên án. Ngày 8 tháng 9, khi học sinh cả nước đã tưng bừng bước vào năm học mới, thì hơn 300 học sinh trường Trung học cơ sở Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn chưa thể bắt đầu những tiết học đầu tiên do ảnh hưởng của mưa lũ. Cơn lũ lớn do mưa dông diện rộng sáng ngày 7 tháng 9 đã gây ngập lụt, làm hư hại toàn bộ số sách vở cũng như bàn ghế, cơ sở vật chất của nhà trường. Hai ngày qua, gần 200 bậc phụ huynh cùng giáo viên đã tích cực vệ sinh trường học, khơi thông cống rãnh, khôi phục cảnh quan trường học. Tuy nhiên, do lượng bùn đất đổ về quá lớn, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đang dự định là sẽ cho các em đi học vào buổi thứ tư tuần này để kịp với cái thời gian học của năm học. Trận lũ này thì chắc chắn là nó sẽ không ảnh hưởng gì, vì chúng tôi đã có cái kế hoạch là sẽ dạy bù cho các em vào các cái buổi chiều và có thể là học vào thứ bảy chủ nhật. 300 bộ sách giáo khoa cùng 1.000 quyển vở viết đã bị hỏng hoàn toàn là một thách thức lớn đối với nhà trường. Ngoài ra, lũ lớn cũng làm đổ 100 mét tường rào, ngập toàn bộ 9 phòng ở của tập thể giáo viên và nhiều trang thiết bị dạy học khác. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. Đến nay, trường Trung học cơ sở Điện Quan đã nhận được 500 quyển vở ủng hộ từ các trường học trên địa bàn. Từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng cả nước đã phát hiện hơn 17.400 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới. Trong đó, số nhập cảnh trái phép qua các tỉnh biên giới phía Bắc tăng cao, cá biệt như tại Cao Bằng, con số này lên tới hơn 5.300 người. Hiện Bộ Tư lệnh Biên phòng đang duy trì hơn 1.600 tổ chốt thường trực 24/24 giờ tại các đường mòn lối mở. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân biên giới không tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng biên phòng sẽ triển khai nhiều giải pháp để siết chặt quản lý đường mòn lối mở trong thời gian tới, trong đó tăng cường kiểm tra, tránh sự lơ là tại các chốt kiểm soát, quyết tâm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19. Trước thông tin về những ca ngộ độc thực phẩm pate minh chay, sản phẩm của công ty Lối Sống Mới vẫn tiếp tục gia tăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên đã ra văn bản đề nghị các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã nhanh chóng cảnh báo với 81 đơn hàng online của công ty Lối Sống Mới. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, cung cấp danh sách khách hàng của công ty Lối Sống Mới cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh có 81 đơn hàng mua 13 loại sản phẩm của công ty này, trong đó có 46 đơn đặt hàng mua sản phẩm pate minh chay. Các đơn hàng được người tiêu dùng đặt qua hệ thống online về sử dụng. Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên đề nghị Sở Y tế, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra thu hồi, xử lý các sản phẩm của công ty Lối Sống Mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời khuyến cáo người dân tạm dừng việc mua sử dụng 13 sản phẩm của công ty Lối Sống Mới. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái.